Xin chào các bạn đến với ngành thiết kế nội thất truyền thống Văn Lang. Đây là một ngành học thú vị kết hợp giữa kỹ thuật và mỹ thuật, phù hợp với những bạn trẻ đam mê sáng tạo không gian. Ngoài kiến thức mỹ thuật cơ bản, khoa mỹ thuật ngành thiết kế nội thất còn đào tạo về kiến thức không gian, hình khối, vật liệu nội thất, cấu tạo kiến trúc, chiếu sáng nội thất, lịch sử nội thất và những xu hướng thiết kế trên thế giới. Về kỹ năng sử dụng được phần mềm như AutoCAD, 3D Max, Sketchup và Photoshop. Với những kỹ năng thực hành, sinh viên có thể thiết kế và sản xuất sản phẩm tại nhà xưởng của những doanh nghiệp, những nhà máy, của những công ty. Kỹ năng về thực tế trong các hoạt động ngoại khóa và những kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục khách hàng. Đặc biệt thì trong quá trình học 4 năm, sinh viên có kỹ năng tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống. Đó là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của khoa mỹ thuật. Đam mê về không gian, kiến tạo không gian. Sinh viên phải sáng tạo và chủ động trong việc học, không có được để trễ nải so với cái thời gian dự định. Chúng tôi chấm tốt nghiệp nhưng thực ra chúng tôi còn bày các cái hệ thống bài tốt nghiệp, nó cái đặc thù này theo tôi là rất là có lợi. Thứ nhất là chúng ta khẳng định các cái bài học của sinh viên có giá trị nhất định, sinh viên phải nỗ lực khi trưng bày bài. Thứ hai nữa là các em phải biết cách trình bày trước hội đồng với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có cái điều kiện đến người ta tiếp xúc, thấy được cái giá trị của sinh viên và người ta sẽ xem sinh viên khả năng phù hợp như thế nào. Tôi cũng như là một số đồng nghiệp của tôi cũ đã tuyển sinh viên Văn Lang cũng rất là nhiều, và hiện thời là tôi đang rất là hài lòng cái team mà các bạn đang song hành cùng tôi. Cái mà các bạn ấy đang có ở trong mình đó là gì? Đó là những kỹ năng khá là tốt. Các bạn ấy làm việc có một thái độ với công việc đang rất là tốt. Mình đã đi làm từ hồi mình học năm 3. Khi đi làm thì mình có cơ hội được gặp gỡ khách hàng, được giao lưu và trực tiếp nói chuyện với họ. Ngoài ra thì mình còn được thực hiện những cái concept do mình tự tay thiết kế, cũng như là mình tự vẽ 3D cho cái thiết kế của mình. Đây là cái môi trường tốt để chúng tôi chọn lựa sinh viên. Các em sinh viên ở đây rất là năng động. Đối với ngành trang trí nội thất và sản xuất đồ gỗ đó, các doanh nghiệp luôn luôn cần những cái nguồn lực có cái khả năng sáng tạo, và họ đặc biệt ưu tiên cho các cái bạn trẻ và có thể chấp nhận những cái bạn trẻ mới ra trường. Thành ra là các cái thành viên trong cái hiệp hội chúng tôi rất là quan tâm đến các cái hoạt động đào tạo của nhà trường. Thị trường việc làm rất rộng lớn và các sinh viên khóa trước ra trường hầu như là có việc gần 100%.